tình bạn không có đi hay không? Dạ. À, sao vậy? Sao không có đi? Dạ, con muốn hỏi là tại con không muốn chịu. À, đây. Có gì không con trình bày? Bởi vì đi từ cái lớp như vậy, có những ý kiến như vậy đó là có hiểu sai hay không? Đi từ cái lớp căn bản chúng ta phải triển khai cái tri kiến mà định vô lậu. Cái tên vô lậu con thấy Đức Phật dạy như định niệm hơi thở, không nói vô lậu. Định chánh niệm tỉnh giác, không nói vô lậu. Mà định vô lậu là tri kiến giải thoát như Thầy đã nói với con. Giới hương, định hương, giữ quyển hương. Chữ giữ có nghĩa là già, nghĩa là giới, định, tuệ, nó không quan trọng đâu. Mà tư kiến hương nó quan trọng. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta sống một đời sống bình thường bằng cái sự hiểu biết để vô lậu, đúng không? Mà không triển khai cái căn bản này thì mấy con khó vô lậu. Đâu phải ngồi thiền nhập định như gốc cây để mà ngồi cứng nhắc, đó gọi là giải thoát đâu. Giải thoát là một cái con người sống bình thường mà tâm bất động, cho nên nó là tứ niệm xứ, chứ không phải ở trong thiền định gì cả. Nhưng không có tri kiến thì mấy con không sẽ, mấy con sẽ không chịu nổi với ác pháp tác động bên ngoài quá. Cho nên cái bài học căn bản là chánh tri kiến thì mấy con thấy nó là căn bản nhất. Mà căn bản nhất nó là định vô lậu. Trong tứ chánh cảnh có bốn loại định, mà cái tên định vô lậu là thì thấy là nói đến được cái sự chứng quả a la hán. Bởi vì a la hán là cái âm dịch âm của tiếng Phạn là a la hán, nhưng cái nghĩa của a la hán là vô lậu. Mà cái thiền định tên vô lậu, thật sự ra cái thiền định đó để giúp chúng ta giải thoát hoàn toàn, không đau khổ được. Thế mà mình không học, mình lại tu để trở thành cây đá sao mấy con? Các con tu chánh niệm tỉnh giác, các con nhất tâm để cho mình yên tĩnh, đừng có nghĩ niệm gì, thì mình sẽ đi lầm vào con đường của đại thừa mất rồi. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta triển khai tri kiến, tức là thiền quán, chứ không phải là thiền chỉ, mà thiền quán. Chúng ta chấp thiền chỉ để rồi chúng ta triển khai trí tuệ tâm minh, chắc gì chúng ta có, chắc gì chúng ta có. Giới luật tức là phải trí tuệ. Các con nghe cái bài kinh Đức Phật nói, tri kiến ở đâu giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, mà tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Cái bài kinh quá rõ ràng cụ thể. Như vậy cái tri kiến của chúng ta rất cần thiết cho giới luật, mà giới luật rất cần thiết cho tri kiến. Hai cái này không được lìa. Đạo Phật dạy chúng ta thực tế, dạy chúng ta sống con người có đạo đức, không làm khổ mình khổ người là điều giải quyết cho chúng ta đủ rồi. Chúng ta không cần thiền định, mà muốn thiền định là chúng ta nhập giới. Cho nên cái lớp định, mấy con thấy bát chánh đạo mà cái lớp định chỉ có một lớp duy nhất. Cho nên chúng ta lầm tưởng rằng chúng ta ở trong thất là chúng ta tu, chúng ta lầm tưởng như thầy chân thành thức suốt đêm là chúng ta tu, không phải đâu. Chúng ta sẽ, thầy rất lo cho những người thức suốt đêm mà sẽ bị lọt tâm tử. Thầy Thiện Thảo 10 ngày chiến đấu với hôn trầm, bây giờ ở trong cái trạng thái mà trạng thái tự nhiên con, thầy phải lo lắng rất nhiều. Cho nên cô tịnh bản muốn dạy là cô muốn đi sai đường, cô sẽ bị chết. Cô không bao giờ có con được. Các con biết thầy đã đưa vào cái chương trình giáo dục đào tạo, thầy biết cái căn bản là cái căn bản nào. Ở đây con định chung con đường chúng ta không phải tu thiền chỉ, mà là tu thiền quán. Còn tập tu để mà chánh niệm tỉnh giác không phải con đường nó đi vào thiền định, mà chánh niệm tỉnh giác để phá sự lực biến hôn trầm thiền miên chúng ta mà thôi. Tức là phá vô minh lậu của chúng ta, chứ không phải ngồi bất động để mà phá tham sân si chúng ta được, mà chỉ là ức chế. Đó là cái hiểu sai của cô tịnh bản. Cái hiểu sai, mà cái hiểu sai sẽ dẫn đến cái tu sai. Cái tu sai đã nói Phật giáo là cái lớp bát chánh đạo, cái chương trình giáo dục đào tạo. Mà may mắn mình đã có được cái lớp học tập như thế này là may mắn vô cùng.
còn không khéo thì để mình hiểu sai lầm, mình chỉ tu tập cho hết niệm để mình đi vào thiền định, coi chừng thiền định đó là thiền định sai. Không, cái xin phép đó cũng không đúng à, chỉ có cô như vậy là cô đã tu sai thôi. Trừ ra khi mà cô bị bệnh đau hoặc là cái gì cô không đến tham dự lớp học thôi. Thế cô mà tu như vậy là sai, không đúng. Bây giờ có xin phép thầy mà tu như vậy là cô đã tu sai rồi. Và không đúng cách thì cô đương nhiên là cô sẽ đi lạc đường. Đi lạc đường, bởi vì trí kiến mình không sáng, mình không triển khai thì định vô lậu không có. Mà định vô lậu không có thì lậu hoặc nó không bao giờ hết, tức là tham sân si, tham sân si không hết. Mà tham sân không hết thì mình tu tập gì mình cũng bị chế. Mà mình ức chế thì mình sẽ đi lạc được. Nên mình bị ức chế là bị đi lạc được. Cho nên thầy biết sau khi thầy đã xem xét lại, cho nên trong cái sự diễn biến, cái sóng gió chân như thầy đi ra, thầy lo lắng và thầy biết rằng nếu mà không mở tiệc lớp thì toàn bộ những đệ tử của thầy không bao giờ chứng quả là hắn. Nghĩa là mấy con rất là tham tu, nhưng mà khi mà sóng gió chân như thầy thấy mấy con dao động, người lăn xăng bên đây như thầy nói rồi, cái này là định vô lậu không có, là tri kiến mấy con tưởng là mấy con quá sâu, nó bất động. Ai ngờ đó mấy con tu tập thì về đi kinh hành nhiếp tâm này kia thì mấy con rất là siêng năng tu tập. Nhưng mà đến khi mà sóng gió chân như thầy thấy mấy con dao động tan nát hết. Người nào tu mà nói rất hay, lọt vào các tưởng rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng thầy thấy dao động tan hết. Và sự dao động đấy mà thầy chứng minh rằng nếu không có lớp Bát Chánh Đạo ra đời thì chắc chắn là một cái điều tai hại rất lớn, uổng phí công lao cho các con tu tập. Và nếu mà không có được mà sự tổ chức mà gấp rút cái lớp học thì chắc chắn mấy con sẽ tu không bao giờ đạt được, mà uổng phí công lao của mấy con nữa. Và cuối cùng có khi mấy con bỏ cuộc, bị tu một thời gian mà không có kết quả, không có giải thoát, không làm chủ được mình, thì mấy con buộc lòng mấy con cũng phải thôi, không làm sao, vì quá vất vả. Ăn ngày một bữa, sống phải thức khuya dậy sớm tu tập, mà cái kết quả nó cứ bao nhiêu đó thôi, nó dậm chân tại chỗ đó, nó không hơn được nữa. Thì buộc lòng mấy con phải bỏ cuộc, không làm sao đâu. Cho nên khi mà sống gió chân như thầy mới thấy được đệ tử của thầy quá dở, quá dở. Tức là tu tự tu mình không được. Chỉ có một người tự tu, đó là Đức Phật. Và cái người mà tự tu, đó là thầy. Cái sức của mấy con không đủ như thầy, như Phật, không thể làm được. Là những người có cái đặc tính kỳ lạ. Thầy thường nói mấy con, thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm. Còn mấy con bây giờ 1 phút mà còn có niệm. Thì mấy con thấy cái đặc tướng của thầy lạ rồi. Và cái đặc tướng của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa, không ăn ba bữa. Cho nên đến chùa nào cũng vậy, muốn ăn ngàn bữa. Nó là thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn, ăn nó thấy nó cực khổ quá, nhai nuốt nó cực. Cứ cái nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, mà chi cho nó cực như thế này. Mà tuổi thì còn trẻ, đi dạy học, đi học, đi dạy học. Mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích thích. Chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ. Cho nên vì vậy mà nó không thích ăn, nó chỉ ăn ngàn bữa mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy nó cực quá, nó không muốn ăn. Đó là cái bản chất của thầy, nó tự nó đã có như vậy rồi. Cho nên đến chỗ nào mà đến chùa nào mà ăn ngày 2-3 bữa là thầy ở thơm là thầy đi. Và khi mà xuống thành phố mà khi ở chùa Ấn Quang và Giác Ngộ đó, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa Giác Ngộ thì ở, thì lúc bây giờ thầy ăn ngày một bữa ở đó thầy tập, coi như tập chứ không phải là tránh tránh chúng, họ ăn mấy bữa thì họ ăn, riêng thầy ăn ngày bữa rồi thôi, thầy không có ăn cái gì kia. Cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng, bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa, thầy có cái phòng riêng, cho nên thầy tự túc, thầy mua cơm thầy ăn. Cho nên vì vậy mà mình ăn có một bữa mà thôi. Còn riêng mấy thầy thì họ ăn 3-4 bữa, ăn gì ăn. Thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm cha đó, nhưng mà thầy vẫn không. Thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt, nó có những cái đặc biệt. Học thì học cũng hết mình, mà tu thì tu cũng hết sức.
nó có cái lạ, nó có cái lạ đó chứ. Mặc dù là hiểu cái pháp nào mà dạy thì tu hết mình với cái pháp đó, mà tu không được thì bỏ, cứ bỏ mà. Chẳng hạn ở đầu tiên thì ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ, mới có 8-9 tuổi thì thầy học ứng phú đạo tràng. Ứng phú đạo tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đẩu trắng, tất cả những cái này thầy rành lắm, nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à, không có cái nào mà thầy không sai. Rồi trong khi đó thì được những cái người thân của thầy, những ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc thang. Thường thường là trong chùa họ hay biến ông thầy chùa trở thành vị thầy thuốc, thầy học thầy thuốc, thầy rất giỏi, bắt mạch và coi mạch rất giỏi. Và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú, mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm con, chứ không phải cái gì thầy cũng thân. Cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó, trên cái học đó, thầy biết rất rõ, cho nên thầy nói rất thật. Bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Giả lại thì cái nơi cái chùa mà ở cái chùa ở đây, ở tại đây nó có cái chùa và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây, toàn là những võ sĩ ở đây. Mà con nói thầy nói cho mấy con biết ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội mà lúc mà ông Nguyễn An Ninh mà ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại pháp đó, thì ở đây là những cái người mà toàn là giỏi, họ về đây họ trụ ở trong họ trốn ở trong cái chùa này, họ làm cái công việc đó. Thì trong đó có ông Thanh của thầy, có ông Thanh của thầy, cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa. Nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời. Cái học võ nghệ có con biết cái nhà này người ta bay qua như vườn đó, đứng ở bên này người dựng chân ta bay qua khỏi cần chống cây đó, thì cái sức mà người ta nhả như vậy là người ta học tu đó, người ta học tập luyện gì võ. Các con thấy những cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia, thầy đi tu xuất gia, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa, thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quyên là cái thứ mà kêu là đầu to không à, chứ không có đầu nhỏ. Nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à, họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu ảnh hưởng đó rất lớn. Bùa chú cũng giỏi nè, ngải nghệ cũng giỏi nè, rồi thuốc thang cũng giỏi nè, mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết. Mấy con cứ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được, mấy con biết tập cũng cực khổ lắm, nhưng mà tại sao thầy ham chứ? Thấy mấy bác mấy chú đó họ, mấy quý thầy đó họ làm được, thầy cũng bắt chước thầy làm. Mấy con biết tập luyện gì, đào một cái lỗ bên đây một cái lỗ, bên kia một cái lỗ, rồi ở dưới này mới nhảy lên cho mình trước qua bên cái lỗ bên kia, cứ tập nhảy rồi đeo cát nhảy, đeo cát nhảy, chừng bỏ cát á mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dựng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm ấy. Cho nên tập mà bay qua cái nhà mình đó, phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó, thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy đó, mình bay qua bên đây rớt một cái tự nhiên chứ không có. Nó tập luyện mà đâu phải không biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được, làm những cái gì thầy làm cũng được hết. Cho nên thầy luyện tập, cho nên đến khi tu con biết thầy cũng người quyết tâm lắm, khó khăn cách gì thầy cũng làm được hết, khổ hạnh cách gì thầy cũng làm được hết. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống, mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết, mấy con thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con mà ăn rau thì bữa chắc con chết luôn đó. Nó mệt, nó làm sao đủ thứ, còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó, thì thật là nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ tập thử, nó không dễ đâu, nhưng mà thầy tập được hết. Coi con người thầy nó có sự đặc biệt, đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên khi mà thầy hướng dẫn, hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhíp nhíp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thiền nhập định qua cái kiến giả hiểu. Họ không có hiểu ý của thầy, rồi cuối cùng họ tu không được, họ phải bỏ. Cho nên thầy ít có nói gì vấn đề thầy lắm, nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết, vì nói đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16, 17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt nữa không? Mấy con cứ nghĩ là 16, 17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt, mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm. Tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à, họ, những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không. Nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó, họ là những người Hán học, cho nên họ kèm thầy hỏi dạy thầy chữ Hán. Thầy đọc báo, đọc sách thì biết chữ Hán rất giỏi, thầy làm thơ văn chữ Hán rất hay chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học, thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được nữa không,
còn thiếu gì được. Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy thì dạy thôi, chứ em học chi, em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được. Thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà, mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng thì cái ông thầy ổng đưa thầy vào cái lớp ổng đang dạy, cái lớp 3, coi như là thầy bỏ lớp, thầy nhảy lớp á, thầy lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, mà thầy nhờ đứng 6 tháng ở trong nhà đó. Thì 6 tháng thầy học trong nhà là ổng đưa vô lớp 3, một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được nữa. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó đó. À, rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học, thầy lên rất nhanh lên, mà thầy đứng đầu lớp hết đó. Không biết thầy đứng đầu lớp, thầy lãnh thưởng, thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không có, nhưng mà có cái lớn con chứ thôi. Bị gì nó 16 tuổi phải lớn con, cho nên trong cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, cho nên thầy tập trung, thầy gương vào hãy học, thầy học. Rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không yên bình yên đâu, thì thầy lại được đi về thành phố nữa. Thầy về thành phố, thầy ở trong chùa Ấn Quang, rồi đến chùa Giác Ngộ, bởi vì Ấn Quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó, Phật giáo đấu tranh đó. Thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập, thì qua bên chùa Giác Ngộ thầy ở bên đó, rồi ở bên Giác Ngộ thì được yên ổn, mà thầy học tập. Thì cuối cùng đó, thì ông thân thầy mất, thì vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trên trường bị lệ. Thì ông thân thầy mất, thầy mới về Trường Vương thôi. Thầy nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên này, thầy muốn đi tìm cái linh hồn ông thân này, thầy mới bỏ hết. Trong khi thầy chuẩn bị giáo hội, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, Hòa Thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng cách thức để mà đi sang qua quầy Phật lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy có người thông minh đó, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy. Thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy thì về thầy nói với Hòa Thượng Thiền Hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tu thôi. Xin Hòa Thượng giới thiệu một vị thiền sư nào. Vì lúc bây giờ đó đọc thiền luận của Suzuki, thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì hơn. Cho nên vì vậy mà thầy xin Hòa Thượng Thiền Hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ nào. Nó có mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông thân thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm. Cũng làm như cái duyên nó tới lúc đó, cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa nó mới làm viết một bức thơ gửi cho thầy Hòa Thượng Thanh Từ. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ là một thiền sư nổi tiếng đó, do đó thì Hòa Thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến Hòa Thượng Thanh Từ. Thầy vào Hòa Thượng Thanh Từ tu học 3 tháng ngạ năm đó. Sau 3 tháng ngạ thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ. Hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó. Thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn cửa, nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên Hồng Sơn mà thầy tu. Nó thầy mới có ở Hồng Sơn, thầy tu pháp của thầy Thanh Từ. Nhưng mà thầy thấy ở Thanh Từ thì ăn 3-4 bữa thầy không đồng ý, chấp nhận điều đó, cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở Thanh Từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà điều kiện cũng được. Thầy thấy con người không hợp, không hợp cái ăn thôi, còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được. Cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm, nhưng mà lên Hồng Sơn mới có 9 tháng gần năm mà. Nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm, là trước khi mà ở chân không đó thì cô Út lên thăm nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm, cho nên nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Hồng Sơn sống một mình đó, nó mới nhớ mẹ cái ái kiến sự nó nổi dậy, nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ thôi, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình biết sao đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ của Út, muốn mẹ nhớ. Cho nên thầy trở về đảm bàn liền chứ khác. Thầy nói thôi tốt hơn mình núp dưới bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy thầy về cái thầy không nhớ mẹ thầy nữa, mà thầy yên tu. Thì cất cái thất ở bên mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cuối cùng thầy nỗ lực thì tu, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lạ lắm, nó lạ lùng lắm. Mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy mất.
lên chứ không không có người nào mà hơn thầy được, mà thầy lại thích sống độc cư, mà bạn bè thích nói chuyện này kia, chú Thiên Tài thầy cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi đó, thì ngồi thì mình thì tu thôi, thì ngồi thì tu thì chơi mình chứ không có chơi nói chuyện. Cho nên thầy biết cái bản chất độc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là mới bây giờ. Do đó cho nên thầy biết rằng nếu mà thầy trình tụ là nhờ độc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói độc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy độc cư rất là hay mấy không. Là do đó thầy triển khai cái pháp độc cư như 42 bài kệ độc cư sống con như con tiên ngưu mục sinh đó, là cũng của Phật nói ra. Và đồng thời những bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự độc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hành độc cư trọn vẹn, vì con đường này chỉ có độc cư mà thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, chúng ta không còn quen thân ai nữa hết. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn độc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn độc cư thì mấy con sẽ thành tựu tốt đẹp.